Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trong túi trữ vật của cự ma lão tổ, Vương Lâm tìm thấy một pháp luân phong ấn hồn phách. Hứa Lập Quốc cầu xin thả hồn phách, nhưng hành vi mất kiểm soát của hắn khiến Vương Lâm nghi ngờ. Khi Vương Lâm cố gắng phá vỡ pháp luân, một vầng sáng ngăn cản. Hứa Lập Quốc lao vào pháp luân nhưng bị đẩy lùi. Cuối cùng, Vương Lâm phá vỡ pháp luân, giải phóng Mị Cơ, một nữ tử có hồn phách mang ý cảnh mê hoặc. Mị Cơ cố gắng mê hoặc Vương Lâm và Hứa Lập Quốc nhưng thất bại. Vương Lâm triệu hồi các hồn phách để bao vây và bắt giữ Mị Cơ. Dưới sự ép buộc, Mị Cơ tiết lộ tên mình. Chuyển sang tập 74 của Tiên Nghịch. Từ khi nàng có ý thức đến giờ chưa có người nào gặp nàng mà không bị mê hoặc. Ngay cả cự ma lão tổ ban đầu cũng bị. Tuy sau đó tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn không thể hạ sát thủ với nàng, chỉ có thể phong ấn. Sau khi bị phong ấn, nàng luôn tìm cơ hội chạy trốn. Mãi cho tới khi gặp Hứa Lập Quốc, nàng liền mê hoặc hắn một cách dễ dàng. Sau đó, quả nhiên, Hứa Lập Quốc cũng cứu được nàng ra. Nhưng cho dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được trên thế gian lại còn có một nhân vật như người đứng trước mặt. Tất cả sự mê hoặc của bản thân đối với hắn đều vô dụng, thậm chí hắn còn nhẫn tâm làm tổn thương chính mình. Ý cảnh trong cơ thể ngươi là như thế nào? Vương Lâm lạnh nhạt hỏi. Sở dĩ hắn không bị nàng mê hoặc cũng là do kinh nghiệm và bản thân tu luyện tỏa thần thuật. 500 năm tu luyện, Vương Lâm chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Trái tim của hắn kiên định hơn xa cự ma lão tổ. Đồng thời, tỏa thần thuật là thần thông cao nhất của luyện hồn tông. Ngoại trừ việc điều khiến hồn phiên nó còn có một tác dụng đó là vạn tà bất xâm. Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể điều khiển thập ức hồn phách mà không hề lo lắng bị phản lại. Nữ tử sợ hãi nhìn Vương Lâm, không dám thi triển ý cảnh nữa, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết nguyên nhân. Khi thức tỉnh trong cơ thể đã xuất hiện thứ ý cảnh này rồi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Theo hắn thấy thì tu vi của nàng cũng chỉ tương đương với tu sĩ kết đan kỳ mà thôi. Tuy nhiên, trong cơ thể nàng lại có một loại ý cảnh khiến cho ngay cả Lý Nguyên Phong là tu sĩ anh biến cũng bị mê hoặc. Nữ tử này chỉ sợ là một chút nguyên thần của một vị tiền bối cao nhân nào đó sau khi bị vỡ mà biến thành một chút tàn hồn. Nhờ đó mà nàng cũng có được ý cảnh mạnh như vậy. Loại ý cảnh đó có liên quan đến dục vọng. Có lẽ là như vậy. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải của hắn bắt quyết, đánh một đạo phong ấn lên người nữ tử. Sau đó, hồn phiên rung nhẹ thu nữ tử vào bên trong. Hứa Lập Quốc vội vàng thay đổi giọng nịnh nọt, cẩn thận nói, chủ nhân. Bây giờ, không còn việc gì nữa, ta về trước nhé. Nói xong, hắn liền vội vàng hóa thành một luồng khí đen chui vào trong kiếm tiên, không dám ló mặt ra. Vương Lâm cố nhịn cười rồi không để ý tới Hứa Lập Quốc nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật. Bảo tháp tiên ngọc liền bay ra, rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh. Một tia thần thức của Chu Dật lập tức tản ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Bảo tháp vừa mới xuất hiện, Chu Như liền lập tức từ bên trong chạy ra. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền tức giận, cong môi nói, thúc thúc xấu, ngươi là thúc thúc xấu. Ta không thích ngươi. Tiểu Bạch cũng vội vã gật đầu, bám theo sau Chu Như. Sau khi xuất hiện nó vội vã quỳ xuống mặt đất. Vào lúc này, nhìn hình dạng của nó mà nói là xanh xao vàng vọt cũng chẳng có gì quá đáng. Không ngờ ta đường đường là một hổ tinh lại phải ăn quả trong mấy tháng, thậm chí còn không được ăn no nữa chứ. Ngay cả một chút thịt cũng không được nhấm nháp, sao mà khốn khổ thế này. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng. Đôi mắt thiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Có vài lần, nó suýt không nhịn được định ăn thịt Chu Như. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện, thì cảnh tượng Vương Lâm xử lý mình lại hiện ra trong đầu khiến cho nó không dám nghĩ đến. Mà bên cạnh đó, ở bên Chu Như một thời gian, nó có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có một thứ lực lượng đáng sợ đang từ từ sinh trưởng khiến cho nó lo lắng bản thân chưa kịp ăn thịt nàng đã bị tiểu nha đầu đánh cho gãy răng. Thúc thúc xấu. Ngươi nhìn ngay cả Tiểu Bạch cũng phải gầy đi. Mấy tháng liền chúng ta chỉ có ăn quả mà sống. Chu Như trừng mắt nhìn Vương Lâm, không hài lòng. Thực ra, không chỉ có Tiểu Bạch mà ngay cả nàng cũng bị gầy đi một chút. Vương Lâm sờ sờ mũi. Điều này đúng là hắn quên mất. Dù sao thì hắn cũng đã hơn 400 năm chưa ăn thực vật của con người. Trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra là Chu Như còn phải ăn cơm. Cũng may là trước khi đưa Chu Như vào trong, hắn đã hái rất nhiều hoa quả để cho nàng ăn vặt. Mặt khác, trong bảo tháp có rất nhiều tiên khí. Cho dù không hấp thu thì nó cũng có tác dụng nuôi dưỡng thân thể của con người, mang lại một chút hiệu quả ít cốc. Vương Lâm toát mồ hôi đầy trán. Khi hắn gặp phải anh biến lão quái cũng không xấu hổ tới mức chẳng biết nói gì như thế này. Xin lỗi. Thúc thúc quên mất. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Vương Lâm vội vàng hứa. Chu Như nhướng mày liếc nhìn Vương Lâm rồi cong miệng, nói,
bây giờ thúc thúc có cam đoan cũng không được. Lần trước còn hứa cho ta một con cọp to mà vẫn chưa làm được. Lần này lại hứa, ta không tin được. Vương Lâm cười khổ, nói, được rồi. Tiểu Như Nhi, thúc thúc đưa ngươi đi bắt cọp to. Ta nhớ ở đây hình như có một số loài yêu thú sinh sống. Dù sao thì Chu Như cũng vẫn còn mang một chút tính tình trẻ con nên khi thấy hắn nói vậy liền hớn hở, vỗ tay nói, lần này, thúc thúc phải giữ lời đấy. Chúng ta đi ngay bây giờ phải không? Ánh mắt Vương Lâm có chút điều mến, sờ sờ đầu Chu Như, cười đáp, đi ngay bây giờ. Chu Như liền gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, thúc thúc. Ta không biết tại sao mấy ngày nay, ngày nào cũng luôn nằm mơ. Trong mộng thường xuyên thấy một vị đại tỷ tỷ vẫn đi bên cạnh ngươi. Vị tỷ tỷ kia nhìn rất quen. Thật là lạ. Vương Lâm nghe thấy vậy mà chấn động. Hắn cúi đầu nhìn Chu Như một cách chăm chú. Sau một lúc, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói, Uyển Nhi. Chỉ còn gần 6 năm nữa là ngươi có thể thức tỉnh hoàn toàn. Chu Như nhìn Vương Lâm ánh mắt có chút sợ hãi. Thúc thúc. Tiểu Như Nhi là một con quái vật. Chu Như nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch đang nằm bên nghe thấy vậy liền gật đầu mấy cái. Trong lòng nó thầm nghĩ, đúng là một con quái vật. Nếu không đường đường một hổ tinh như ta làm sao lại bị một tiểu nha đầu như ngươi bắt nạt, lại còn bắt ta rời khỏi rừng núi, để lại mấy con cọp cái xinh đẹp vui. Vương Lâm sửng sốt, cúi đầu, xoa đầu Chu Như, nói, Tiểu Như Nhi làm sao vậy? Khóe mắt Chu Như chảy xuống một giọt nước mắt, khóc nức nở nói, Tiểu Như Nhi là một con quái vật. Thúc thúc, Tiểu Như Nhi là một con quái vật. Thực ra, hơn một năm trước, Tiểu Như Nhi đã cảm giác được trong cơ thể có một đứa bé. Thúc thúc, ta sợ lắm. Vương Lâm lẳng lặng nhìn Chu Như mà không nói được tiếng nào. Một lúc sau, hắn xoa đầu Chu Như, nhỏ giọng nói, Tiểu Như Nhi không phải là quái vật. Không phải. Chu Như nhào tới trong lòng Vương Lâm, nắm lấy áo hắn mà nói, thúc thúc. Trong lúc ta nằm mơ có thể cảm giác được, nó đang động đậy. Mà nó giống hệt với tỷ tỷ trong mộng. Thúc thúc. Tiểu Như Nhi sợ lắm. Ngươi bắt nàng ra được không? Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy vạt áo của Vương Lâm, cho dù thế nào cũng không chịu buông, chỉ sợ hắn sẽ biến mất. Có thể đó chỉ là chút hành vi của nàng để cho bản thân cảm thấy an toàn hơn mà thôi. Vương Lâm sững sờ khi nghe thấy như vậy. Nói một cách chính xác thì vào lúc này, hắn như bị lôi điện đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Vương Lâm thì thào tự hỏi, ánh mắt hết sức phức tạp. Năm đó, Lý Mộ Uyển là Chu Như cũng là Lý Mộ Uyển. Nhưng tại sao bây giờ lại gặp phải chuyện Chu Như xua đuổi Lý Mộ Uyển? Chẳng lẽ năm đó khi nguyên anh của Lý Mộ Uyển phụ thể, không thể thay thế được hồn phách của đứa bé? Vương Lâm chấn động. Năm đó, hắn bận phải đấu với thiên đạo nên không thể quan sát kỹ. Nếu là như vậy thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển trong tương lai sẽ từ từ cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Hơn nữa, trong khoảnh khắc khi thức tỉnh sẽ hoàn toàn thay thế Chu Như trở thành chủ nhân của thân thể. Ánh mắt Vương Lâm có chút mờ mịt. Thúc thúc. Tiểu Như Nhi sợ lắm. Ngươi lấy nàng ra có được không? Chu Như ngẩng đầu, gạt nước mắt, nói nhỏ. Ta đã làm sai hay sao? Vương Lâm nhìn Chu Như, trong lòng có chút đau đớn. Tiểu Như Nhi. Không có gì phải sợ. Đứa bé trong thân thể coi ngươi như tỷ tỷ. Không việc gì đâu. Vương Lâm mỉm cười nhìn Chu Như, nhưng nụ cười của hắn lại có chút gì đó khác lạ. Thật không? Thúc thúc không lừa ta đó chứ? Chu Như mở đôi mắt to, trong veo không hề có bất cứ một chút tạp chất. Trong đôi mắt đó, Vương Lâm chỉ thấy có một sự quyến luyến và tin tưởng. Thật chứ? Trái tim của Vương Lâm cảm thấy đau nhói. Hắn biết bản thân nên lựa chọn như thế nào. Như có đôi khi lựa chọn một thứ lại phải đánh đổi bằng tính mạng của người kia. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một sự đau khổ. Chu Như tuy còn nhỏ, nhưng trái tim rất mẫn cảm. Nàng nhìn Vương Lâm rồi vùi đầu vào lóng hắn, nhỏ giọng nói, thúc thúc. Ngươi đứng buồn. Tiểu Như Nhi thấy thúc buồn, cũng cảm thấy khó chịu. Sau này ta không nói là được. Ta tin thúc thúc. Thúc thúc nói không sao thì có nghĩa là không sao. Thúc thúc. Ngươi vừa mới đồng ý đưa Tiểu Như Nhi đi bắt cọp phải không? Vương Lâm nhìn Chu Như, gật đầu. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nói, thúc thúc đưa ngươi đi bắt cọp. Vừa nói, hắn vừa ôm lấy Chu Như mà bay lên trời. Chu Như nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng trong mắt Vương Lâm, nụ cười đó chẳng khác nào một tiếng khóc không lời. Thúc thúc. Đưa cả Tiểu Bạch theo. Hừ. Tiểu Bạch không nghe lời. Lần này, thúc thúc bắt cho ta một con cọp to. Để xem sau này Tiểu Bạch có nghe lời nữa hay không. Nếu không nghe lời, ta sẽ sai cọp to cắn nó. Tiểu Bạch run người, trống lên một tiếng.
Trong lòng nó tức giận thầm nghĩ, đường đường là một hổ tinh như ta. Chưa kịp nghĩ hết liền bị Vương Lâm từ trên cao chộp lấy. Sau đó, nó cùng với Vương Lâm và Chu Như biến mất. Thúc thúc, Tiểu Như Nhi đã 13 tuổi rồi. Có một số việc ta cũng hiểu rõ là ngươi không giống với Thiết Diễn Gia Gia. Ngươi ở bên Tiểu Như Nhi ta có thể cảm giác được người mà ngươi để ý không phải là ta mà là đứa bé trong thân thể ta. Còn Thiết Nham Gia Gia thì không phải. Cái mà hắn để ý chính là ta. Ta biết. Lúc đầu, ngươi cướp ta từ tay đạo sĩ kia không phải là vì ta mà là vì tỷ tỷ nhỏ bé trong thân thể ta. Trong mộng, ta đã gặp tỷ tỷ. Nàng rất đẹp. Nhưng sau này, khi Tiểu Như Nhi lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp hơn nàng. Thúc thúc, ngươi không nên bỏ ta lại. Trong lúc phi hành, Chu Như vẫn vùi đầu vào ngực Vương Lâm. Nàng cố nén khóc, thầm nghĩ trong lòng. Trên tinh cầu, núi non san sát có rất ít cây cối. Nơi đấy không hề có bất cứ sự sinh sống của con người. Cho dù là người tu chân cũng vô cùng hiếm thấy. Dù sao, những tu sĩ có thể đột phá qua chướng ngại bước vào tinh không cũng không nhiều lắm. Tối thiểu cũng phải có tu vi anh biến kỳ. Mà cho dù như vậy thì cũng vẫn phải có tinh la bàn nếu không di chuyển cực khó trong tinh không. Vương Lâm đưa Chu Như và Tiểu Bạch bay trên bầu trời tinh cầu. Từng dãy núi cứ vùng vụt trôi qua dưới chân. Thi thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây, Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó có màu tím, dài 3 trượng, nhìn rất hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó cũng chưa được khai thông, không thể thông minh được như Tiểu Bạch. Tuy nhiên, trong cơ thể của nó có một thứ lực lượng kỳ dị. Khi nó trống lên một tiếng khiến cho các chạy đá bay, tương đương với tu sĩ trúc cư hậu kỳ. Vương Lâm đối phó với nó hết sức dễ dàng. Sau khi lưu lại một chút ấn ký của Chu Như để cho nó không phản lại chủ liền đưa cho nàng. Chu Như rất yêu thích con cọp, lập tức lôi nó đến bên Tiểu Bạch. Sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu tử, tím. Chu Như vỗ tay, ngồi trên lưng tiểu tử, vui vẻ nói. Tiểu Bạch đứng bên gật đầu, trong lòng hết sức khinh thường. Nó thầm nghĩ đường đường là một hổ tinh như mình làm sao có thể ngu như tên nhóc kia được. Nghĩ tới đây, nó vô tình rống lên một tiếng với con cọp màu tím. Không ngờ con cọp màu tím liền quay đầu, gầm lên một tiếng với Tiểu Bạch. Thanh âm của nó chẳng khác gì một tiếng sấm. Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, lông trên người dựng đứng, nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm con cọp màu tím có chút kinh hãi và không dám tiến đến. Cảnh tượng đó làm Chu Như vui vẻ vỗ tay, nói, Tiểu Bạch, ngươi không đánh lại tiểu tử hay sao? Vương Lâm đứng bên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Như mà im lặng. Chuẩn xác mà nói thì hắn với Chu Như không có nhiều tình cảm lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những năm gần đây nhìn nàng từ từ lớn lên vì vậy mà giống như phụ thân với hài tử mà thôi. Điều duy nhất mà hắn để ý cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển mà thôi. Ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì cũng là ngày hồn phách của Chu Như bị thôn phệ. Khoảnh khắc đó, hai người không thể cộng sinh. Nếu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra sớm thì khiến cho Chu Như thoát chết, nhưng Lý Mộ Uyển thì lại biến mất. Dù sao thì vào lúc này, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang ngủ say để hồi phục. Trước khi thức tỉnh mà lấy ra thì chắc chắn sẽ tiêu tán. Trong lòng Vương Lâm, người nào nặng người nào nhẹ hắn biết rất rõ, vì vậy mà cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ có điều vì lợi ích của bản thân khiến cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển hồi phục lại phải hy sinh một đứa bé. Điều này khiến cho Vương Lâm có một chút cắn rứt. Cuộc đời của hắn tuy giết người vô số, nhưng mỗi người chết trong tay hắn đều không hề hổ thẹn với lương tâm, với trời đất. Tuy hắn là ma, nhưng cũng không phải là loại bất nhân tính. Xuân đi, thu đến. Trong nháy mắt đã trôi qua 2 năm. Lúc này, Chu Như đã 15 tuổi chỉ còn cách khoảnh khắc mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh 4 năm nữa mà thôi. Trong 2 năm qua, thân thể Chu Như đã từ từ phát dục, trở thành một cô gái thực sự. Ban đêm, giấc mộng của nàng về Lý Mộ Uyển càng lúc càng nhiều. Trong 2 năm đó, Vương Lâm vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự khổ sở trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Lựa chọn Lý Mộ Uyển thì là điều hiển nhiên. Nhưng làm thế nào có thể giữ được nguyên anh của Lý Mộ Uyển và không làm tổn thương đến một đứa bé là điều mà hắn suy nghĩ trong suốt 2 năm qua. Những lời nói của Chu Như càng lúc càng ít đi. Nàng thường xuyên ngồi trên lưng tiểu tử mà ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Bạch cũng luôn bám theo phía sau. Tiểu Bạch, tỷ tỷ trong thân thể ta đang từ từ thức tỉnh. Ta có thể cảm giác được khi tỷ tỷ hoàn toàn tỉnh lại cũng là lúc mà mình phải ra đi. Tiểu Bạch, ngươi có nghe ta nói không? Ta sẽ cầu thúc thúc trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Bạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không? Chu Như thấp giọng nói. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Chu Như, ánh mắt của nó có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây, tuy Chu Như thường xuyên bắt nạt nó,
nhưng thực tế thì nó cảm giác được, Chu Như rất yêu quý nó. Có đôi khi thấy tiểu tử bắt nạt nó, liền thiên vị mà giáo huấn tiểu tử. Tất cả những điều đó nó đều biết. Tuy Tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này, nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Chu Như gật gật đầu. Chu Như mỉm cười từ trên người tiểu tử nhảy xuống. Nàng đi tới bên Tiểu Bạch, vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi nói khi ta đi rồi, thúc thúc có nhớ tới ta hay không? Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng rồi nhìn Chu Như. Chu Như vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, ánh mắt có phần thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa đang có một cái bóng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng, thúc thúc, Tiểu Như Nhi đã nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày ngươi nhìn ta cũng đều là nhìn tỉ tỉ bên trong thân thể ta mà thôi. Ta biết, nàng đối với ngươi rất quan trọng nên Tiểu Như Nhi biết phải làm thế nào. Đôi mắt của Chu Như long lanh đầy nước. Nàng lại quay sang nhìn tiểu tử ngu ngốc, cười nói, tiểu tử, ta đi rồi, ngươi phải tự lo lấy cho mình đấy. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, thực ra là đang tìm phương pháp thiên đạo. Vương Lâm ta sẽ đối kháng với ngươi. Hắn cũng không muốn bị thiên đạo đùa cợt. Vương Lâm vẫn im lặng suy nghĩ. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi xuống đây một chút được không? Từ phía dưới Chu Như cất tiếng kêu gọi. Vương Lâm cúi đầu nhìn về phía Chu Như. Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Sau đó, đứng dậy hạ xuống bên cạnh Chu Như. Thúc thúc, ngươi ngồi xuống. Tiểu Như Nhi muốn chải tóc cho ngươi. Nét mặt Chu Như hoàn toàn ngây thơ, khờ khạo mỉm cười nói. Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay. Đó là vật mà năm đó Thiết Nham đã đưa cho nàng. Nàng không để Vương Lâm mở miệng liền kéo hắn tới một tảng đá. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống, liền đứng sau lưng hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú. Nét mặt của nàng hết sức chăm chú. Một lúc sau, nhỏ giọng nói, thúc thúc có thể kể cho Tiểu Như Nhi một chút chuyện ngày xưa của ngươi và tỷ tỷ được không? Một đoạn ký ức về Uyển Nhi từ miệng hắn rơi vào tai Chu Như. Đôi tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Vương Lâm vừa lắng nghe. Thúc thúc, nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không thức tỉnh được đúng không? Chu Như buông cây lược gỗ, nói. Vương Lâm xoay người lại. Chu Như chăm chú nhìn Vương Lâm, ánh mắt có phần đau đớn, nói, thúc thúc, chẳng lẽ Tiểu Như Nhi trong mắt ngươi chỉ là vật để cho Uyển Nhi tỷ tỷ thức tỉnh thôi hay sao? Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn coi ngươi như thân nhân. Thúc thúc, ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta chứ không phải là nhìn Uyển Nhi tỷ tỷ. Nhìn ta một cách thực sự, cho dù chỉ là một lần. Vương Lâm nhìn Chu Như im lặng một lúc rồi nói, Tiểu Như Nhi, làm liên lụy đến ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn xoay người, bước đi rồi biến mất. Cây lược gỗ trong tay Chu Như rơi xuống mặt đất. Nàng ngồi xổm mà khóc. Hai hàng nước mắt chậm chậm chảy xuống khuôn mặt. Thúc thúc, ta sợ lắm. Chu Như vừa nói vừa nấc. Vương Lâm đang ở phía xa khẽ rung lên một cái. Nét mặt hắn thay đổi liên tục. Như Nhi, nếu là ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào? Tiểu Bạch đã mất tích. Tiểu Bạch mất tích một cách bí mật, nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi. Đối với việc Tiểu Bạch bỏ đi, Chu Như vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ, Tiểu Như Nhi lúc nào cũng gọi tên Tiểu Bạch. Trong tâm hồn non nớt của Chu Như, mặc dù Tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng cũng rất yêu nó. Mặc dù có thêm tiểu tử, nhưng vị trí của Tiểu Bạch trong lòng nàng vẫn rất cao. Có thể nói Tiểu Bạch là bằng hữu duy nhất của nàng. Nhưng khi Vương Lâm muốn đi tìm Tiểu Bạch trở về thì Chu Như lại ngăn cản. Nàng nhìn Vương Lâm với ánh mắt cầu khẩn mà nói, Tiểu Bạch phải đi. Nó có sự lựa chọn của chính mình. Nó so với Tiểu Như Nhi còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó còn có thể lựa chọn. Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn thở dài một tiếng rồi yên lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn cho 4 năm nữa. Trong tâm hắn cũng đã có một cái kế hoạch. Thúc thúc không để ý đến ta. Tiểu Bạch, ngươi cũng bỏ ta mà đi. Một tháng sau, Chu Như cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng, thường xuyên ngẩng người nhìn ra xa. Sau 2 tháng, vào một buổi sáng sớm, một tiếng hổ gầm yếu ớt nhưng có chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, Tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Chu Như. Thoáng cái, nó đã tới bên cạnh nàng. Trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quả nhỏ. Tiểu Bạch đã trở về. Chu Như nhìn Tiểu Bạch mà vui quá phát khóc, Tiểu Bạch, ngươi không bỏ ta mà đi. Tiểu Bạch. Chu Như ôm Tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên, khóe miệng nàng lại điểm một nụ cười. Tiểu Bạch rất gầy. Bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm thêm một số vết thương. Nó không còn cái vai như trước đây mà hết sức mệt mỏi.
thậm chí, dưới bụng nó còn có một vết thương. Vào lúc này, mặc dù vết thương đã đóng vẩy, nhưng vẫn cho một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông bị ướt. Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm liếm Chu Như. Sau đó, cái đầu to quay sang chung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng, sau khi xác định không có Vương Lâm ở đây, liền kéo kéo áo Chu Như, rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi muốn gì? Chu Như ngẩn người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh có vẻ lo lắng. Nó cuống quýt tỏ ý bảo Chu Như ăn nhanh lên. Tiểu Bạch, ngươi muốn ta ăn cái quả này hả? Chu Như sống với Tiểu Bạch đã lâu nên hiểu được ý tứ của đối phương. Chu Như cầm quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói, Tiểu Bạch, đây là quả gì? Đây là quả toái anh. Thanh âm của Vương Lâm từ xa vọng tới. Nhất thời, bộ lông của Tiểu Bạch dựng đứng, chắn trước mặt Chu Như nhìn nhìn về phía xa mà gầm nhẹ. Vương Lâm từ xa chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt Tiểu Bạch quay về hắn liền phát hiện, hơn nữa nhận ra vật tên thích ăn mặn này đang ngậm. Một con hổ tinh hộ chủ thật tốt. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái. Trong ánh mắt Tiểu Bạch lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nhe răng gầm nhẹ, bảo vệ trước người Chu Như. Với đạo hạnh của nó mấy năm nay đã nhìn ra có một nguyên anh tồn tại trong cơ thể Chu Như. Nguyên anh này chính là ngọn nguồn khiến nó sợ hãi năm đó. Thúc thúc, toái anh quả là cái gì? Chu Như vuốt vuốt bộ lông của Tiểu Bạch, hạ giọng hỏi. Ăn toái anh quả này vào, Viễn Nhi trong cơ thể ngươi mặc dù không đến nỗi phải chết nhưng cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Vương Lâm chậm rãi nói. Chu Như ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch, thì ra mấy tháng nay ngươi đi tìm kiếm trái cây này cho ta. Nàng than nhẹ, trái cây trong tay rơi xuống đất lăn vài vòng, rơi xuống khe núi. Thúc thúc không đã thương Tiểu Bạch, được không? Chu Như ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Chu Như, gật gật đầu, xoay người rời đi. Chu Như cắn chặt môi, nhìn bóng lưng Vương Lâm, bóng dáng kia lại xa lạ như vậy. Thúc thúc, người yên tâm. Tiểu Như Nhi biết nên làm như thế nào. Con sẽ cho người và Uyển Nhi tỷ tỷ đoàn tụ. Chu Như lớn tiếng nói. Vương Lâm thân hình ngừng một chút, trầm mặc chốc lát, tiếp tục đi về phương xa. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 2 năm. Một ngày này, trong Tiên Di Chi địa sát biên giới sở quốc trên Chu Tước Tinh, chỗ hố sâu thật lớn kia đột nhiên tràn ra một đoàn hắc vụ dày đặc. Vũ khí này không ngừng dâng lên, trong nháy mắt đã nối thẳng phía chân trời. Hắc vụ này quay cùng một lúc, hóa thành một thực vật kỳ dị. Thực vật này toàn thân đen kịt, sinh trưởng ra vô số lá cây rất lớn, trên đó đầy một đám phù văn, tỏa ra từng trận khí tức quỷ dị. Đúng lúc này một đạo kim sắc cự võng bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện. Phía trên cự võng này có 5 thanh phi kiếm tàn ảnh, trong minh ám lóe ra bất định kim võng này vừa xuất hiện, liền lập tức che thực vật rất lớn không ngừng sinh trưởng kia lại, trong tiếng từng trận ầm ầm, đè thực vật kia xuống. Tộc ta ẩn nấp mấy vạn năm. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản tộc ta tái hiện trên phù văn tinh. Một thanh âm già nua từ trong hố sâu của Tiên Di Chi Địa truyền ra. Ngay sau đó, một lão giả vẻ mặt tràn ngập tang thương từ trong hố sâu đi ra. Trên thân thể của lão giả không có bất luận ấn ký phù văn gì. Nhưng, mi tâm của lão cũng có hư ảnh của một thứ lá cây. Nhìn kỹ một chút, thứ kia rõ ràng có 11 lá. Không. Nếu nhìn thật kỹ, ở dưới 11 lá này không ngờ còn có một lá. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn tản ra nhưng cũng đã tản ra 1/3. Lão giả này vừa đi ra khỏi hố sâu trong nháy mắt, năm thanh phi kiếm phía trên kim võng lập tức phát ra từng trận kiếm minh long trời lở đất. Ngay sau đó, hai thanh trong đó nhanh chóng lóe lên từ trong kim võng lao ra, đâm về phía lão giả kia. Lão giả vẻ mặt như thường, hạ giọng nói, Chu Tước Quốc đời thứ nhất Chu Tước Tử hy sinh bản thân, lấy sinh mệnh của chính tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, ngưng tụ ra năm thanh phong ấn chi kiếm, đã phong ấn tiên di tộc ta mấy vạn năm. Hôm nay, lão phu cũng có thể làm được. Hy sinh bản thân để tiên di tộc ta tái hiện đại địa, hấp. Lão tay phải chỉ về phía trước, nhất thời một cái phù văn xuất hiện trên hư không. Trên phù văn này tản mát ra một cổ hồng hoang chi khí, chợt khuếch tán ra. Hai thanh phi kiếm kia đang bay nhanh bỗng nhiên rung lên, lập tức giãy giụa, không ngờ tránh thoát lực lượng của phù văn kia, nhanh chóng lui về sau. Quay lại. Lão giả ánh mắt bình tĩnh, thủy chung lộ vẻ triệt ngộ, hiểu thấu đáo, tay phải vẫy một cái, lập tức trên không trung truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này đang xen với nhau, khí thế như muốn như khai thiên vậy. Sự giãy giụa của hai thanh phi kiếm kia lập tức biến mất, được lão giả kêu gọi, lấy tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn bay nhanh đến. Ầm. Ầm. Hai tiếng chấn động toàn bộ Chu Tước Tinh truyền đến. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm kia đâm vào ngực lão giả, phát ra từng trận run rẩy, muốn giãy giụa nhưng trước sau không thể thành công.
Cuộc chiến năm đó, Lão Phu chỉ là một kẻ hèn yếu, không thể xoay chuyển trời đất, tận mắt nhìn thấy vô số tộc nhân chết đi, thân tuy sống tàn, tâm lại đã chết. Lão giả tay phải hướng về phía kim võng trên không một chút. Lập tức lại có hai thanh phi kiếm bay nhanh đến. Mặc dù giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn như trước không thể thoát ra. Bị lão giả cách không tương dẫn, lại đâm vào trong thân thể. Mấy vạn năm qua, Lão Phu vốn nên sớm chết. Nhưng tộc nhân lại tôn sùng ta là tổ tiên, hàng năm đều lấy thọ phù của tộc nhân dân ta cắn nuốt. Mấy vạn năm tộc của ta đã có vô số người chết vào miệng ta. Ta vốn là tội nhân bản tộc. Lão giả nhìn thanh phi kiếm cuối cùng phía trên kim võng, thở sâu, duỗi hai tay ra, đưa tay về phía trước. Lập tức thanh phi kiếm cuối cùng kia bắt đầu giãy giụa, nhưng với lực lượng của nó rõ ràng không thể thoát ra. Cuối cùng ầm một tiếng, từ trong kim võng lao ra như tia chớp, đâm về phía lão giả. Lão Phu là tội nhân của tiên di tộc, vốn là đáng chết. Hôm nay, Lão Phu đột phá thập nhất diệp, đệ thập nhị diệp sơ khai, đạt đến cái gọi là vấn đỉnh kỳ trong miệng tu sĩ kia. Nhưng, Lão Phu tư chất có hạn, không thể hấp thu toàn bộ phù văn, không thể chân chính vượt qua một bước kia, thẹn với tổ tiên, thẹn với tộc nhân vô số năm qua dân ta cắn nuốt duy trì sinh cơ. Một thanh phi kiếm cuối cùng, trong tiếng kiếm minh kịch liệt gào rít mà tới. Dưới một điểm của lão giả, phi kiếm kia lập tức lóe lên đâm vào mi tâm lão giả. Trong mắt lão giả, ánh mắt dần dần ảm đạm. Lão Phu là tội nhân, nhưng cái chết của ta lại có thể đổi lấy sự trở về mặt đất của tộc ta, để thân thể ta thay thế tiên di thụ, bị năm thanh kiếm này phong ấn. Lấy hồn ta hiến tế, tộc ta tái hiện. Trong khoảnh khắc ánh mắt của lão giả toàn bộ biến mất, hai tay lão ở trên bầu trời mạnh mẽ xé một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn truyền khắp Chu Tước Tinh, vang vọng quanh quẩn, kim võng kia giống như bị một đôi bàn tay lớn vô hình xé rách, chia làm hai. Thực vật thật lớn do hắc vụ tạo thành lập tức lao ra khỏi kim võng, lung lay phóng thẳng lên phía trên, trong nháy mắt trở thành một vật chống trời. Cùng lúc đó, vô số phù văn bốn phía lập tức ầm ầm khuếch tán ra, biến mất trong trời đất. Thân thể của lão giả chậm rãi dung nhập vào trong thực vật thật lớn kia, biến mất không thấy. Lúc này, một đám tộc nhân tiên di tộc từ trong hố sâu bay ra. Dần dần người của tiên di tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi một người sau khi xuất hiện đều lập tức hướng về phía thực vật thật lớn kia cúi đầu thật sâu. Ở trong những người tiên di tộc có một nữ tử, trên mặt mang tử sa, mạng che mặt màu tím, ánh mắt bình tĩnh. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta muốn kiền phong kia chết không có chỗ chôn. Cách nơi đây ngoài trăm dặm, một đại hán đầu đội mũ rơm nhìn thực vật thật lớn kia phóng lên cao, thì thào tự nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta, ta muốn liên minh tứ phái tái hiện đại địa, sát. Một tiếng thét ngút trời từ trong tiên di tộc chi địa truyền ra. Tiếng thét này cũng không phải tiếng thét của một người, mà là vô số người của tiên di tộc toàn bộ cùng thét. Thanh âm này phá tan chín tầng trời truyền khắp mặt đất. Ở giờ khắc này, Chu Tước Quốc trên đỉnh núi Chu Tước nơi Chu Tước Tử bế quan đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, động phủ bế quan trên đỉnh núi ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành tro bụi tiêu tán không còn. Chu Tước Tử mặc hồng bào đột nhiên xuất hiện trên hư không. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn về phía tiên di chi địa, vẻ mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Tiên di dư nghiệp, các ngươi đây là tìm chết. Chu Tước Tử tay phải chụp vào khoảng không, lập tức tầng mây trên trời giống như bị hút mạnh ngưng tụ vào trong tay hắn. Trong nháy mắt, một khối lệnh bài màu trắng tạo thành từ tầng mây xuất hiện trong tay Chu Tước Tử. Tay trái của hắn vỗ lên lệnh bài này một cái, lập tức lệnh bài từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn, vô cùng vô tận. Lão Phu lấy đời thứ 14 Chu Tước Tử chi mệnh, hiệu lệnh tất cả tu chân quốc của Chu Tước Tinh triển khai chiến tranh lần thứ hai với tiên di tộc. Những lệnh bài do tầng mây tạo thành này lập tức tiêu tan. Cùng lúc đó, Chu Tước Quốc, ở sâu trong cấm địa của Thiên Ngọc Tông, một lão giả tóc trắng từ trong chỗ bế quan hàng năm đi ra. Lão mặc hắc bào, cả người gầy dơ xương, nhưng hai mắt của lão lại chớp động u quang. Lúc này, lão ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của tiên di chi địa, khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, phải thay đổi rồi. Lão giả này chính là Sở Vân Phi vấn đỉnh sơ kỳ thủy tổ trong Vân Thiên Tông được các đệ tử sùng kính. Địa Phách Môn ở phía tây Chu Tước Quốc. Ở chỗ sâu trong Địa Phách Môn, một trung niên nam tử đang ngồi trong một động phủ. Lúc này, nam tử này đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tang thương, than thở, ngày này rốt cuộc đã đến, lại không nghĩ tới khiến ta gặp phải, ai. Một môn phái cuối cùng của Chu Tước Quốc, Nhân Tiên Đạo. Lúc này lại không có gì dị thường, vấn đỉnh thủy tổ của Nhân Tiên Đạo cực kỳ thần bí. Ngoại trừ một số ít người gần như không ai biết hắn ở nơi nào, cũng không ai biết hình dáng của hắn. Bỉ Lư Quốc, trong Luyện Hồn Tông, nơi Động Thiên bế quan, hắn mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại nhắm mắt tiếp tục đã tọa thổ nạp. Trường hảo kiếp này của Chu Tước Tinh lúc này không có quan hệ gì với Vương Lâm.
Hắn hiện tại một lòng chuẩn bị lần thứ hai đối kháng thiên đạo, làm cho Lý Mộ Uyển Nguyên Anh thành công lâm thế. Còn có 2 năm thời gian, đó là ngày Lý Mộ Uyển thức tỉnh. Chu Như ở trong 2 năm này, thời gian trầm mặc gần như chiếm hơn nữa. Dường như giữa nàng và Vương Lâm đã có một tầng ngăn cách thật sâu. Ở trên người nàng, Vương Lâm có thể cảm giác được, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển đang dần dần thức tỉnh, sinh cơ của thân thể Chu Như chậm rãi biến mất. Một khắc khi sinh cơ của nàng hoàn toàn biến mất, đó là lúc Lý Mộ Uyển cắn nuốt hoàn toàn hồn phách của Chu Như. Chỉ có điều, Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển tốc độ sinh trưởng trong một năm gần đây lại chậm lại, giống như không muốn sinh trưởng, không muốn cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Vương Lâm biết, đây là vì Lý Mộ Uyển đã khôi phục một ít thần trí. Nàng biết được hết thảy những việc này. Nàng không muốn hy sinh một hài tử, nhờ đó chính nàng có thể thức tỉnh. Đây là lựa chọn của nàng, nhưng lại không phải lựa chọn của Vương Lâm. Đối với hiện tượng này, Vương Lâm lấy linh lực trong cơ thể ngăn cản, làm cho Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển tiếp tục trưởng thành. Uyển Nhi, ta biết nàng không muốn cắn nuốt hài tử này. Nàng hãy tin tưởng ta. Ta sẽ xử lý tốt. Sẽ không thương tổn nó, đợi sau khi nàng tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đem nó về bên phụ mẫu. Ta muốn chỉ là Nguyên Anh của nàng, mà không phải thân thể của hài tử này. Đây là lời hứa của Vương Lâm với Lý Mộ Uyển. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.